Chào các bạn, hôm nay mình lại dẫn các bạn đi khám phá Sạch Sành Xanh tỉnh Ninh Thuận với chi phí cực kỳ tiết kiệm. Chuyến đi trọn gói trong vòng 2 ngày nghỉ cuối tuần thôi. Các bạn không cần phải chờ đợi đến nghỉ lễ, đông đúc phải chen lấn và cũng không bị ảnh hưởng đến công việc vì chuyến đi này nó chỉ kéo dài đến 2 ngày cuối tuần thôi mà. 2 ngày đó mình được đi tàu, được tham quan vườn nho, tham quan vườn táo, tham quan tháp Chàm, làng Dệt, đi Mũi Dinh tắm và ngắm cả cột đèn gió nữa. Chiều thứ sáu ngày hôm đó thì bà chị ở cùng công ty mình rủ cuối tuần là thứ bảy đi vườn nho ở Tây Ninh chụp ảnh cùng với gia đình của chị ấy. Mình lên Google thì thấy vườn nho ở Tây Ninh khá là bình thường, trong khi ở Việt Nam mình nhắc đến nho là nhắc đến tỉnh Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Nhưng mà chị ấy sợ xa quá, trong khi chỉ được nghỉ 2 ngày cuối tuần thì làm sao mà đi được, trong khi lại có trẻ em nữa. Vậy nên là mình bắt tay vào lên kế hoạch để khám phá Ninh Thuận chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần. 2 ngày ở đây là từ sáng thứ bảy và tối chủ nhật phải có mặt ở Bình Dương để sáng thứ hai tiếp tục đi làm nha. Kế hoạch của mình như thế nào thì mời các bạn tiếp tục theo dõi clip này nha. Do có trẻ em nên đi tàu là phương án tối ưu nhất, vì đi tàu sẽ ít bị say xe, có thể nghỉ ngơi trên tàu luôn. Mình lên web của đường sắt Việt Nam thì thấy chuyến tàu ở sáng thứ bảy, tàu đi từ Sài Gòn đến Tháp Chàm thường thì một ngày sẽ có 3 hoặc 4 chuyến tàu, chuyến sáng sớm, chuyến dư giữa, chuyến xế và chuyến vào đêm, và chắc chắn là luôn như vậy luôn, ngày nào cũng vậy. Còn chi tiết từng chuyến tàu như nào thì mình sẽ làm một video hướng dẫn đặt vé và các loại tàu. Tàu từ Sài Gòn đi Ninh Thuận khoảng 6 tiếng, đến nơi mình đã đặt trước hai cái xe máy với giá khoảng 100 ngàn một ngày. Tự nhiên đến đây thì mình rút ra một bài học và muốn chia sẻ với các bạn. Chuyến đi cũng giống như một giai đoạn ngắn của cuộc đời vậy. Chuyến đi có suôn sẻ hay không là dựa vào việc bạn lên kế hoạch và chuẩn bị cho chuyến đi đó như thế nào. Công việc của bạn có thuận lợi hay không cũng phụ thuộc vào việc bạn chuẩn bị có tốt hay là dở. Và cuộc đời của bạn có êm đẹp hay không, nó cũng phụ thuộc vào việc bạn lên kế hoạch cho cuộc đời của mình như thế nào. Vì có xe máy rồi nên là mình tranh thủ đi đổ xăng và đi ăn trưa cũng như tìm phòng để nghỉ ngơi khoảng 2 giờ chiều. Trời vẫn còn nắng nên là lúc này mình quyết định sẽ đi thăm vườn nho nha các bạn. Tại vì đi thăm vườn thì không sợ nắng. Ở Ninh Thuận có rất là nhiều vườn nho, người dân cũng trồng nho. Tuy nhiên, vườn nho Ba Mọi là vườn nho được quy hoạch để đón khách khá là bài bản. Vườn nho này rộng lắm, nghe nói là khoảng 2 hecta với rất nhiều các loại nho. Nho xanh, nho đỏ, nho tím, nho to, nho nhỏ, nho không hạt, nho có hạt. Và đặc biệt nho ở đây có quanh năm luôn, nên là các bạn đi mùa nào cũng sẽ được ngắm nho nha. Chỉ là ngắm nhiều hay ngắm ít hay là ngắm nho to hay nho nhỏ thôi. Mỗi người một tí. Đây này, nho bên này này bạn Tít này. Một điều đặc biệt là tham quan vườn nho ở đây hoàn toàn miễn phí và các bạn còn được thưởng thức những đặc sản từ nho cũng như là những đặc sản của Ninh Thuận hoàn toàn miễn phí luôn. Đặc biệt là có món rượu nho giúp các bạn nữ làm đẹp da và giảm cân này. Vô chú Hiển đi. Vô. Tít. Vô chú Hiển kìa. Chú Hiển nha. Nào vô. 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 Không không không. Thôi thôi thôi, chua lắm. Ăn cả hạt nó ngon hơn thật. Tuy nhiên, mình cũng nên mua ủng hộ chủ vườn bằng cách mua những cái đặc sản mà tại vườn này người ta chế biến ra. Vừa chơi vừa tản bộ ở vườn nho khoảng 2 tiếng thì cũng chán và mỏi chân rồi. Nên là mình và gia đình anh chị quyết định sang vườn táo sông Dinh. Vườn nho thì nằm ở đầu sông kế bên đường ray. Còn vườn táo thì nằm ở cuối sông, kế bên cái đường đi Mũi Dinh. Các bạn muốn đi đâu cứ lên Google Maps search là nó sẽ ra và đi theo hướng dẫn chỉ đường là dễ nhất. Thank you.
Tít, tít cho mình quả táo đi. Không ạ. Táo của tít chín rồi. Không. Đi, tít cho mình quả cháo, quả táo. Không. Cho mình quả táo mình ăn. Quả táo khác đi, quả táo mẹ chưa. Chưa, quả táo mẹ chưa chín. Sao mà tít đi hai trái khác. Vườn táo ở đây có tuổi thọ đến mấy chục năm lận đó các bạn ạ. Nhưng mà chủ vườn ở đây người ta cắt cái ngọn đi để cho các cành nó phát triển ra thành dàn, chứ nó không được phép mọc quá cao và mọc tùm lum. Nên là nhìn táo ở đây nó mọc rất là đẹp mắt và cũng vừa tầm với tay mình luôn. Đúng là không đi thì không biết. Lúc mà ở trong thành phố mình cứ thấy quả gì mà nó to thì mình mặc định đó là quả của Trung Quốc. Và táo này cũng vậy. Ở trong thành phố mình cứ thấy táo to là mình mặc định nói nó là táo Trung Quốc. Nhưng mà ở Ninh Thuận này có những cái giống táo nó to, to bằng lon bia luôn, mọi người tin không? Ngày hôm nay ghé thăm vườn táo gặp được những người rất là giàu kinh nghiệm ở trong lĩnh vực trồng táo. Nên là mình cũng học được một kinh nghiệm, nhìn trái táo biết được trái nào xanh và trái nào chín. Ban đầu mình cũng như nhiều bạn khác lầm tưởng là nhìn màu trái táo nó ngả vàng thì trái táo đó sẽ chín. Nhưng mà không hoàn toàn là như vậy, vì màu sắc của trái táo nó sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời. Nên là cách xác định như vậy nó sẽ không hoàn toàn chính xác được. Vẫn có nhiều những trái táo nó chưa chín nhưng mà nó vẫn ngả vàng. Cách để xác định đúng nhất trái táo chín mà chủ vườn tiết lộ với mình đó là nhìn vào cái núm của trái táo. Cái núm nào mà căng hết ra thì là trái táo đó dậy thì, à là trái táo đó chín. Các bạn nhớ nha, cứ trái táo nào mà căng hết núm thì trái táo đó chín. Cái bụng bự. Đây. Đừng nói quay ăn, ai nói hết luôn nha. Vườn táo sông Dinh này là người ta cũng cho tham quan miễn phí, hái táo trên cây và ăn miễn phí. Tuy nhiên là mọi người cũng nên mua để ủng hộ chủ vườn nha. Nếu như mà nhiều thì chủ vườn sẽ hỗ trợ vận chuyển cho các bạn luôn. Ai nói ở Ninh Thuận nắng và gió, chứ mình đi chơi nguyên một buổi chiều ngày hôm nay ở Ninh Thuận khá là mát mẻ vì là mình toàn đi chơi trong vườn không mà. Mình thực sự ấn tượng với kích thước của trái táo ở Ninh Thuận. Nó to, có những cái trái nó to bằng cái đít của cái lon bia luôn á. Và đặc biệt là con người của Ninh Thuận, mình vào vườn táo này chơi khoảng 2 tiếng. Và các bạn tưởng tượng được không, 2 tiếng mình ngồi ăn táo giống như này này. Ngồi ăn 2 tiếng đồng hồ không biết là ăn bao nhiêu ký luôn. Có thể là những cái người ở nơi khác thì người ta sáng cho bạt tai rồi, nhưng mà người chủ vườn ở đây người ta rất là dễ tính. Chính vì vậy nên là mình xác định sẽ mua khá là nhiều để ủng hộ cũng như làm quà, và táo ở đây khá là ngon. Táo mình to quá, nhìn giống như trái bom á. Táo bom á? Táo bom này. Con táo này là táo xanh. Chiều tối rồi nên là mình di chuyển trên bờ sông Dinh để đi về nhà nghỉ. Tuy nhiên thấy vườn rau này đẹp quá và anh bạn nhỏ này khá là thích nên là cho anh bạn nhỏ này xuống vườn rau chơi luôn. Chơi ở vườn rau một chút thì trời cũng tối rồi và video này chắc là cũng gần hết rồi. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm bật chuông để ủng hộ Hiển khi mình ra video tiếp theo nha. Mình chạy xe về thành phố thì trời cũng đã tối rồi. À, tối rồi thì mình có thể đi thưởng thức những cái món đặc sản ở Ninh Thuận này. Đặc biệt là các bạn không thể bỏ qua ví dụ như bánh xèo và bún mắm nêm nha. Nhất định các bạn phải thử hai món đó. Bún mắm nêm mà cái mắm và có con cá nó mềm mềm ra luôn á. Nên là các bạn nhất định phải thử hai món đó. Và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày thứ hai, ngày chủ nhật. Mình sẽ tiếp tục khám phá Ninh Thuận. Ngày thứ hai mình sẽ đi tham quan Mũi Dinh, rồi tháp Bokalongarai. Xin chào.